ngày nâng nhóm tụ bàn vì cảm thấy sẽ khá xa là bỏ lục hủ Sì bình thái để tôn tôn nâng chậm nói tí muối để tôn tôn nâng ca biểu thêm Nông ca cầm nọt ơi bởi xin chỉ dương thua ca khuôn ác Mà ngay dương ai thua ca ban thầm tập bóng bảy màu này Bởi tác bởi xin chỉ dương miên đã cả nạn chết thêm Chẳng mà này tha mùi thương ngay dương ai thua ca ban đó từ Mà phải buôn máu rồi có chàng chỉ nâng tờ tàm ạ xa rai tờ tàm Cổng thêm bỏ dương đà dương miên xẹp nâng không thêm bỏ dương Đùa thấy tập ra cô đạo xe chịt Chẳng việc phư ai nhóm bà chơi hay bà chơi chịt Bởi khi ngay đi chung riêng mà bị cầm nọt cô đạo chẳng Chỗ dương cầm đô cô đáo dương trâu đô dư tật xa Tìm mối cứ bị sai cho lại trọp hay nâng tìm tí cứ Xét gô bỏ dương, ta dương cũng phải cường mạch tầm bây ơi Dương mình phải chụp chơi nụp ngàn ảnh cùng Teaching, educating people about business Teaching people about sales Teaching people what is the right proper procedure in terms of planning goals, how do you create success? You know, success doesn't come overnight. There is a road to build to success. The success that comes overnight, you may be able to lose it overnight as well. So with proper education, then you can have a longer road to success and a longer road. Tạm biệt mà đôi dân thì nó biết chắc là trong ban nhìn trong nông trong đôi xin mùi kê để kê được anh đá con tá hoặc con tên kê được việc tôi hình mạch và con tài chọn và trong nông con tài chọn khi kê tôi ấy nhưng trong phương nâng đàn tôi tạm kê tôi tạm anh khi kê ba cô tác cả lấy ná nhưng kê chua tí tăng nâng lại nhìn xe mai kê đại chắc là nâng trong tài chọn nông kê và xin chị bọn con nhìn trong nông hết bọn con nhìn trong nông thay dân chua tí tăng ná để lo tôi ta tầm là cá ở nhìn trong nông là nâng tư của tôi là bạn In order for you to be an entrepreneur, my advice for anyone is this. First of all, you must know your stuff. You must know what you're selling. You must know what you're building. And the second thing is you got to know how to sell. Because the fact about business is this. You need income to have a business. You may have the best product, but if you do not have income, you do not have a business.